tay của Duy Quang. Cái đội hình này của Cyber Esports nhìn chung thì đã tốt rồi, chỉ hơi lo lắng ở vị trí của Taku khu vực đường trên thôi. Tôi đang sợ rằng Taku sẽ sớm bị solo kill. Đấy sẽ là một con rồng và chắc chắn là chúng ta sẽ phải đổi cho pha thi đấu này, nhưng đặc biệt là dính bóng ngủ ấy, ta sẽ bị dồn sát thương trong pha thi đấu này. Của Hòa đang vào đang cú khiêu khích được hai người sát thương rồi, đặc biệt vẫn đang yếu máu, thùng rượu đổ vào không khí và đó là một pha thi đấu mà đặc biệt đang rất yếu rồi. Ta vẫn tốc biến qua phía bên kia được, sứ giả liệu giữ được hay không đây. Ủa, vẫn đang cởi rất đội của đối phương. SMK vẫn đang giật lên với những cú kích xa của mình, anh ta đang ép đến ba thành viên của bên phía Cyber phải lùi về, và pha này thì chúng ta đang có thể nói là lỗ nặng rồi, lỗ quá nặng là đằng khác. Và thậm chí là bây giờ chúng ta còn mất thêm BMM nữa, BMM dính bóng ngủ và sau đó là dính King Duran. Và màn hàng gục được giành lại cho SMK. Ủa, đặt quá cứng cáp với một con Galio của mình. Tôi nghĩ rằng là với ba người như thế này thì việc mà xuyên thủng hàng phòng ngự ở khu vực đường dưới đến từ bên phía OMG sẽ là vô cùng khó khăn. Tiếp tục dính bóng ngủ, Genza đi lạc ở trong chính phần rừng của mình và anh ta lên bảng điểm số là rất nhanh. 8 phút thi đấu và 5.500 tiền là những gì mà Cyber đang bị dẫn ở thời điểm hiện tại. Taku đứng trên thì đang đứng trước nguy cơ bị solo kill ở trong thêm trụ của mình. Biến em lên cứu được hay không đây? Tốc biến lên rất điểm đi được vị trí của Taku. Wildcat thì bây giờ có lẽ rằng anh ta sẽ phải chạy vào thôi, nhưng BME cũng hơi khó để có thể là dứt điểm được Wildcat. Và chúng ta đến bởi các thành viên của OMG họ đang muốn cướp đi bồ xanh. Chúng ta đang có đến 4 người để có thể bảo vệ bồ xanh dành cho Yiguan. Vấn đề là SMG cũng đang hội quân với những người đồng đội của anh ta ở đây. Và chúng ta bây giờ thì có 5 người, một người bị dính bóng ngủ, đó là vị trí của BMM. Yiguan đã giữ lại thành công bùa xanh. Bây giờ vấn đề là chúng ta lui được bao nhiêu người. Chúng ta thậm chí muốn đánh trong tình huống thi đấu này, BMM lặn vào hồ máu. Bên phía bên kia thì Lee Sin của Yiguan đu vào người của Geza, chưa lấy được mạng của Geza. Nhưng xạ thủ của đối phương thì đã có mạng của Darkby rồi. Và các thành viên bên phía của Cyberus có thể farm được, Darkby đang bị lộ tầm nhìn. Ta đã đi qua mắt trước đấy rồi, dính bóng ngủ, sát thương sẽ dồn một nhịp, sẽ là bao nhiêu máu đây? Ui. Hơn nửa cây máu của Darkby biến mất ở sau một nhịp combo đến từ con Zoe của SMK. Ta cần phải rời khỏi khu vực rừng thật nhanh, bởi vì những bờ tường như thế này là cơ hội rất tuyệt vời để cho những cú bóng ngủ, là những cú đột kích bất ngờ của SMK. Và bây giờ thậm chí là combo xanh này thì chúng ta không nên giữ đâu. Chúng ta không nên giữ, chúng ta nên bỏ combo xanh này, chúng ta nên giữ bạn các thành viên hơn. Nhưng Duy Quan vẫn đang tung ra một cú cầu sống và cầu gia tốc để có thể giữ lại combo xanh cho riêng mình. Thôi thì cũng là tốt đi. Không có góc để farm. Từ nãy giờ thì chúng ta thấy được rằng là việc phân chia lượng tài nguyên còn lại trên bản đồ dành cho Cyber Esports đang có góc để farm, không có sân để chơi. Và bây giờ thì Hồ đang có một pha thi đấu là vô cùng liều lĩnh. Đây anh ta đang 1-3, phía bên kia thì Yuan đang bị bắt vào. Dù sẽ dứt điểm đi được mạng của Yuan, phía bên này thì sao đây Hồ? Một máu nhưng anh ta vẫn đang còn sống. Siêu hùng dáng thế để có thể ghép bóc. Và đó là pha thi đấu có lẽ sẽ là hủy diệt mà thôi, nhưng Genza không kịp đổi mạng của ai trong pha thi đấu này. Anh ta đã phải lên bảng điểm số rồi và có lẽ rằng là chấm dứt thôi. Đầu đang rất dài bên phía của Cyber Esports khi mà lượng sát thương của chúng ta đang là không có ở thời điểm hiện tại. Còn đối phương sở hữu bùa lợi rồng lửa trong ván thi đấu này khi mà khả năng cạnh tranh mục tiêu lớn đến từ bên phía Cyber sẽ chắc chắn là không có. Darkby đang bị giữ chân lại, Darkby đang bị tìm thấy ở đây. Anh ta sẽ còn gì để về đây? Có lẽ sẽ là không về trong pha thi đấu này nữa rồi, khi mà đã bị dính một cú nội ống cước và bị cô lập như thế này thì khả năng về sẽ là không còn. Chắc chắn là không còn rồi. Uhua thì đang bị tấn công ở đây, nhưng chắc chắn là Uhua sẽ về được. Uhua rất cứng cáp, BMM lặn vào hồ máu, thậm chí là tốc biến lên. BMM muốn đánh trong tình huống thi đấu này, nhưng chắc chắn đó là quyết định đánh có phần gọi là bức bối đến từ Cyber Esports mà thôi. Chúng ta không có một chiến thuật rõ ràng, Genza đang cố gắng để có thể bắn, nhưng cuối cùng thì OMG vẫn còn lại đầy đủ cả 5 thành viên ở trên toàn bản đồ. Và nhà chính của Cyber Esports thì còn không khác nào cái sân bay cả. Taku là người cuối cùng của Cyber Esports còn lại, và nhà chính cũng sẽ mất đi ngay sau đây. 1-0 dành cho OMG, và thi đấu tương đối dễ dàng dành cho đội tuyển đến từ khu vực Trung Quốc. Và cũng đang rất dồi dào về phần lượng sát thương và đủ đồ chơi cùng với Cyber Esports về đoạn giữa và cuối bàn đấu. Nếu như đấy là một viễn cảnh cho Cyber Esports, đó là việc mà với việc là Indian không có tốc biến nữa thì khả năng can thiệp của Indian vào các khu vực đường ở khoảng thời gian sắp tới sẽ tương đối là hạn chế. Và vừa rồi là pha trao đổi chiến thức của BMM cùng với SMK khu vực đường giữa. BMM tiếp tục là người có được lợi thế, và điều này sẽ cho phép Yiguan có thể đánh sâu vào rừng bên phía đối phương. Yiguan muốn trả đòn và có lẽ là cướp được một con cây rồi, và Yiguan đang phải lên bàn điểm số. SMK lượng máu còn quá tỏi sau pha trao đổi chiến thức ở phía dưới, đó là công cụ ở phía trước hàng rồng và đang tạo điều kiện cho Yiguan có thể kiểm soát mục tiêu này. Nhưng OMG đang muốn can thiệp, Indian đang có mặt ở đây. Yiguan thì đang bị tấn công bởi Huo. Indian đã bắt đầu lao vào, Darkby đang cản. King Duran không kêu kích lại được vào vị trí của Indian. Indian vẫn có thể trừng phạt thành công con rồng này. Trong khi đó thì xạ thủ của chúng ta Genza bị du bắn chết, và đó là một cú rút lông. BMM cũng đang gặp nguy hiểm, BMM cố gắng có thể dậy. BMM cũng đã mất mạng rồi.
Vua vẫn có xe quá hóa cuồng, nhưng với việc Vua đang thấp máu, đây sẽ là cơ hội để cho Severus có thể gỡ lại chủ một khu vực đường giữa, và họ làm được điều đó. Vua một lần nữa bị thiêu đốt, và cái thiêu đốt này cuối cùng đã lấy được mạng của Vua. Nhưng hơi đáng tiếc, người ăn mạng, người tung ra cái thiêu đốt đó chính là Darkby. Và bây giờ quay cách đến trả đòn với một cú tối hậu thư. Nhưng Darkby bây giờ sẽ phải lui về, Genza đang muốn bắn, còn Vua thì đang bọc phía sau. Xạ thủ của đối phương đi vòng sâu để bắt vào đội hình của Severus. Điều gì đang xảy ra thế này? Điều này cho thấy sự tự tin quá kinh khủng đến từ OMC. Sự tự tin của Yu có lẽ sẽ phải trả giá hay chăng? Bảo tố nội vệ đã được sử dụng. Điều này sử dụng lôi phạt hất văng Yu về. Yu không thể chạy ở trong tình huống thi đấu này. Lính ở khu vực được giữa. Và đồng thời cái trụ này cũng giúp cho đội hình của Severus không để mất đi thế kiểm soát ở khu vực bờ sông. Và chúng ta vẫn có thể đánh được. Bây giờ thì Severus đang muốn phát động giao tranh ở khu vực đường rồng. Một lần nữa Yu Anh dính tung đủ nổ. Và đang bị Yu bắn rất đau. Ta sai trong màn thi đấu này rồi. Severus có ý tưởng nhưng họ làm không tới. Và pha lao vào của Darkby cùng với Jiwan có một chút thiếu quyết đoán, và Jiwan đã phải trả giá bằng mạng bị hạ gục của anh ta. Khu vực đường trên, Genza bắn vào vị trí của Whitecat. Whitecat tung lên tôi từ Whitecat không đổi mạng được với Taku, không bị hạ gục bất kỳ người nào trong tình huống này cả. Trong khi đó thì Taku đang muốn solo với Whitecat. Anh ta bật lên đại thử thách rồi, nhưng lượng máu mất đi của Taku đang là quá nhiều. Taku bị thiêu đốt trong tình huống thi đấu vừa rồi và Taku đang phải cẩn thận. Taku vẫn đang chém tới, ta đang thấy Jiwan đang tiến đến. Taku đang muốn bào máu đối phương. Whitecat lao lên và Taku sử dụng cái phản đòn của mình. Taku câu kéo thời gian và có siêu hùng giáp tới đến từ vị trí của Darkby. Và cuối cùng thì Whitecat một lần nữa cũng đã phải nằm mà không lấy được mạng hạ gục của Taku. Darkby cứu được cả hai ở trong phân hiệu và tiếp tục một lần nữa thì Yuan lấy được mạng của Yina. Thì phía bên kia khu vực đường giữa thì BM đang gặp nguy hiểm. Điện đang đỉnh điểm, Gen Z đang bắn trong phân hiệu đây. Huo đang cố gắng để về, anh ta có một tình huống hỗ trợ đến từ MNK. Và Huo về được, Gen Z chưa có điểm hạ gục ở trong phân hiệu này. Đây là một tình huống muốn tấn công lên khu vực đường trên, chúng ta đã có 3, đối phương chỉ có 2 mà thôi. Và đó là một pha mở, Yu bị giữ chân lại, Yu bị dồn sát tường nhưng chưa phải lên bảng đếm số. Và thiếu một chip đánh nữa thôi, chưa phải lên bảng. Và đó là phát điều hơi đáng tiếc khi mà sát thương của Darkby là không đủ. Darkby đang cố gắng về cho phát điều này, bấm đồng hồ, ta vẫn đang câu kéo được. Có lẽ sẽ không ai cứu được anh ta sau cú đập bệnh đến từ vị trí của Indian. Hơi đáng tiếc nếu như bất đi từ bên phía của Severus đó sẽ bù lại. Với bộ lời rồng nước như thế này thì MC sẽ có rất nhiều khả năng hút máu. Chúng ta tấn công vào Yu cũng phải được trên, mặc dù có bộ lời rồng nước nhưng Yu cũng không thể đánh. Trận sẽ là cực kỳ kinh khủng, đó là do vì sao mà lúc này chúng ta hơn người nhưng chúng ta không dám ăn Baron. Bởi vì vẫn có SMK, Yiwan tí nữa thì bị bắt lại bởi thùng đủ nổ. Đã có những người khác đến bảo kê Yiwan, nhưng đối phương đã tấn công, đang dồn hết tất cả mọi thứ mà người đi được của Severus Esports. Và Yiwan cuối cùng cũng đã phải nằm. Và chúng ta mất Yiwan rồi, còn đối phương thì có Indian. Bây giờ sẽ là cơ hội để cho đội bạn ăn đi con Baron này hay chăng? Chúng ta còn BMM, cầu sống của cổng gia tốc chỉ lấy được máu Whitecat mà thôi. Bây giờ thì BMM gần như là không còn thứ vũ khí gì để có thể can thiệp con Baron này sau khi mất đi cầu sống của cổng gia tốc đó. Và thậm chí là anh ta còn phải bỏ lại cái màn hài gục của mình nữa. Chúng ta mất mục tiêu lớn. Và bây giờ thì Darkby bị rút lông. Và Darkby cũng sẽ là người nằm xuống tiếp theo. Đối phương có một đợt lính ở khu vực đường giữa và không làm được một điều gì cả. Về có làm được gì hay không đây? Chưa, cuối cùng là đã mất rồi. Sức bắn và tốc độ bắn này của Yu là quá nhanh. Và chúng ta cũng không giữ được phán điều thứ hai này, mặc dù đã kéo được nó rất dài rồi.